chúng ta sẽ cố gắng biến cái việc học tập làm theo Bác ấy trở thành một cái nhu cầu văn hóa ở trong Đảng và trong toàn dân. Và đây sẽ là một cái điểm tựa tinh thần rất quan trọng, có thể coi là một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp cho Đảng ta đẩy mạnh cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một Đảng lãnh đạo và cầm quyền như sinh thời Bác đã căn dặn. Hơn nữa, chúng ta tổ chức học tập chuyên đề vào thời điểm này là hết sức có ý nghĩa và cũng rất cảm động. Xin các đồng chí nhớ lại 47 năm về trước, cũng ngày này, cũng thời điểm tháng 5 này, Bác Hồ của chúng ta khởi thảo lần đầu tiên bản di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân. Nếu xét về mặt lịch sử đấy, thì bản di chúc của Bác đã có gần một nửa thế kỷ. Còn tính từ ngày Bác đi xa, trở về với thế giới người hiền, vĩnh biệt chúng ta đã 43 năm nay. Đồng chí nào mà sinh vào năm 1969, tức là khi Bác mất ấy, là hoàn toàn không biết gì về Bác cả đâu. Chúng ta chỉ biết về Bác qua các hồi ức, các kỷ niệm, các tư liệu lịch sử. Các đồng chí lão thành cách mạng, những người đứng tuổi, thế hệ cha anh của chúng ta mà trực tiếp làm việc với Bác, được sống cùng với Bác ấy, mà hiện nay rất nhiều đồng chí vẫn còn đang sống, sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện vô cùng cảm động về Bác. Nhất là 4-5 năm liền Bác để tâm suy nghĩ viết bản di chúc lịch sử. Chúng ta gọi là di chúc như một cái tác phẩm cuối cùng của đời Bác để thể hiện sự trang trọng. Chứ Bác Hồ của chúng ta là một người vô cùng khiêm nhường. Bác chỉ coi đây là mấy lời để lại cho toàn Đảng, toàn dân, là bức thư Bác nhắn gửi đồng bào, đồng chí trước khi đi xa. Và chính điều ấy đấy càng cho chúng ta cảm nhận được cái sự cao thượng của Hồ Chí Minh, đức tính khiêm tốn và bình dị của người mà ta có để cả cuộc đời mà học cũng không sao thấy hết được. Cho nên mỗi chúng ta bằng những nỗ lực của mình thể hiện được một phần nào dù nhỏ nhất hình ảnh, tấm gương, lối sống và đạo đức của Bác thì điều đó cũng đã là rất hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta. Trên một tinh thần như vậy thì trong buổi sáng hôm nay, thời gian rất là ngắn ngủi, các đồng chí dành cho chúng tôi trình bày với các đồng chí vào 3 vấn đề như thế này. Điểm thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì Bác trước hết là một nhà tư tưởng. Bác được coi là nhà Marxist vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, lối sống thực hành đạo đức cần kiệm liêm chính của Bác, để sao cho suốt đời là người công bộc trung thành tận tụy của dân, đời tư trong sáng và cuộc sống riêng giản dị. Và vấn đề thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bản di chúc lịch sử. Vẹn vẹn chỉ có 1.000 từ thôi, mà Bác để 4-5 năm liền suy nghĩ, cân nhắc và sửa chữa. Nhất là chúng ta ôn lại những giây phút cuối đời, cuối cùng của Bác trên giường bệnh. Bác căn dặn chúng ta những gì để chúng ta thực hiện. Các đồng chí đọc vào di chúc và chúng ta đọc lại cái bản điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta lúc bấy giờ do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc tại quảng trường Ba Đình này, thì chúng ta không thể nào quên 5 lời thề vĩnh biệt
thiêng liêng của toàn đảng toàn dân trước anh linh của Bác. Và bây giờ cái cuộc vận động này cũng tiếp tục thực hiện những cái lời thề cao quý đó. Tôi xin bắt đầu vào phần thứ nhất, một vài nét khái quát về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh. Các đồng chí biết là nếu Bác còn sống với chúng ta đến ngày hôm nay thì Bác là 122 tuổi. Nhưng Bác chỉ ở với chúng ta được 79 mùa xuân rồi Bác ra đi. Nhớ lại những năm tháng trước đây, ta biết rằng là chỉ cần thêm mấy tháng nữa thôi là Bác của chúng ta sang tuổi 80 mà Bác không chờ được. Các đồng chí có nhớ là thời bấy giờ có một tài năng thơ rất nổi tiếng, người ta gọi là thần đồng thơ ca, mới có 10 tuổi đầu đó. Em bé Trần Đăng Khoa đó. Mà bây giờ Trần Đăng Khoa đã là một nhà thơ đứng tuổi và nổi tiếng rồi. Trần Đăng Khoa ra Hà Nội, đi qua nhà Bác, nhìn vào hàng phượng đỏ mùa hè mà cảm xúc nói rằng: sang năm Bác 80 rồi, Bác ơi, Bác thấy trong người khỏe không? Em bé làm sao biết được Bác đang lâm bệnh nặng. Và các thầy thuốc của chúng ta hết lòng cứu chữa cho Bác, mà tuổi cao sức yếu bệnh nặng Bác không qua khỏi. Cho nên là chỉ cần mấy tháng nữa là Bác đến tuổi 80 mà Bác không chờ được. Và cả cuộc đời Bác, Bác ngóng trông chờ đợi miền Nam, mà đến lúc Bác ra đi miền Nam cũng chưa được giải phóng. Có lẽ đây là một trong những điều ân hận lớn nhất của chúng ta, và cũng là một trong những cái nỗi đau đời của Bác đấy. Ta nhớ là Tố Hữu trong bài thơ Khóc Bác để tang Bác ấy có nói là: Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau, nỗi đau dân nước nỗi năm châu, ngổn ngang trăm mối như lòng mẹ, cho hôm nay và cho mai sau. Thì đúng như vậy. Bác là một con người lạc quan, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, không bao giờ bi quan bị lụy cả. Nhưng mà đau, đau đớn ấy, thì nỗi đau của Bác khôn cùng, đau đến tận cùng cái nỗi đau nhân thế. Và chúng ta có một tấm gương sinh động bằng xương bằng thịt, con người hiện thực của Bác như tất cả chúng ta. Nhưng Bác cao quý vĩ đại và mang phẩm chất của Đức Thánh, mang cái tâm của nhà Phật. Dù Bác là người cộng sản rất hiện đại, mà đây không phải là cảm xúc riêng của chúng ta đâu, đây là ngưỡng mộ và đánh giá chung của bạn bè quốc tế dành cho Bác. Có một chi tiết rất cảm động là vào tháng 5 năm 1969, tức là năm cuối cùng của đời Bác đấy, Bác 79 tuổi, đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng lúc bây giờ là đồng chí Lê Duẩn, là bí thư thứ nhất của Trung ương Đảng, bây giờ ta gọi là tổng bí thư đấy, đến gặp Bác, báo cáo công việc với Bác và thay mặt Trung ương xin trình bày với Bác để Bác thông qua cho 3 dự thảo văn kiện. Mà cuối cùng Bác chỉ duyệt 2 văn kiện thôi, còn một văn kiện Bác không duyệt. Văn kiện thứ nhất ấy, đề nghị Bác cho tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng mà do Bác sáng lập, 1930-1970 thì là 40 năm thành lập Đảng. Bác duyệt ngay các đồng chí. Và ta nhớ lại là đại hội Đảng cuối cùng mà Bác có mặt là đại hội 3 năm 60 đấy. Đến đại hội 4 năm 76 thì Bác đi rồi. Mà đại hội 3 năm 60 là Bác 70 tuổi. Bác đã có một bài phát biểu nổi tiếng là: Đảng ta là con nòi của giai cấp công nhân. Lịch sử Đảng ta là cả một pho lịch sử bằng vàng. Đảng là đạo đức, là văn minh. Cho nên Bác duyệt ngay cái văn kiện mà Trung ương đề nghị tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng do Bác sáng lập. Cái văn kiện thứ hai Bác cũng duyệt luôn,
Đó là Trung ương đề nghị bác cho tổ chức kỷ niệm trọng thể 25 năm ngày Quốc khánh, ngày Tết độc lập, ngày sáng lập ra chế độ Dân chủ Cộng hòa mà bác để lại bản tuyên ngôn độc lập nổi tiếng, đã đi vào lịch sử như một áng thiên cổ hùng văn. Bác cũng duyệt ngay. Mà bác chỉ ở được 24 năm đấy các đồng chí. Đến khi Quốc khánh lần thứ 25, bác đã đi xa rồi. Còn văn kiện thứ 3, Trung ương cũng rất mong bác đồng ý cho tổ chức lễ thượng thọ bác 80 tuổi vào năm 70. Bác dùng bút đỏ, bác gạch chéo. Bác nói với các đồng chí lãnh đạo đảng ta là đừng tổ chức sinh nhật cho bác. Bác yếu lắm rồi. Bác chẳng biết còn được bao lâu nữa. Chứ đừng tổ chức bày vẽ làm gì, tốn kém ra. Và khi miền Nam chưa giải phóng, tổ quốc chưa được thống nhất ấy, bác ăn không ngon, ngủ không yên. Bác không có lòng dạ nào hưởng niềm vui riêng cả. Đừng tổ chức làm gì. Bác nói như vậy các đồng chí. Mà ta nhớ lại là lúc sinh thời đấy, thường cứ đến tháng năm sinh nhật, bác nói với thư ký của bác bố trí những chuyến công tác xa để bác tránh chúc tụng lễ hội. Bác không muốn cái gì riêng cho mình cả. Đời bác hóa thân tất cả vào dân tộc và nhân loại. Đồng chí Lê Duẩn phải thiết tha nói lại với bác một điều như thế này. Thưa bác, không tổ chức sinh nhật cho bác thì không tiện một chút nào. Vì ngoài bác ra đã đành, còn có Trung ương, còn có chính phủ, có quốc hội, có mặt trận. Hơn nữa lại còn có đoàn ngoại giao, mấy chục vị đại sứ ở Hà Nội đang chờ đợi vào chúc thọ bác, thì sao lại không tổ chức được? Bác mới sực nhớ ra điều đó. Bác trầm ngâm một lúc, bác bảo thôi, thế thì các chú làm nhanh lên cho bác. Đừng kéo dài. Đọc vào di chúc các đồng chí. Đọc vào di chúc này, các đồng chí đọc kỹ nhé. Đọc đến mức thuộc lòng được các đồng chí. Các đồng chí sẽ cảm thấy một điều này này. Bác không chỉ biết rõ bệnh của mình đâu. Trong linh cảm sâu xa, bác cảm nhận thấy cả mệnh của mình nữa. Không một chút thần bí tôn giáo nào cả. Không có mê tín một chút nào cả. Đây là nó toát lên từ lời văn trong di chúc của bác đấy các đồng chí. Ta cứ so sánh cái bản viết đầu tiên năm 65, ngày 15 tháng 5, đến cái bản viết cuối cùng, bản chữa cuối cùng của bác ngày mùng 10 tháng 5 năm 69, thì ta nhận ra ngay cái điều đó, không khó khăn gì. Chứ bác không muốn tổ chức, bây giờ bác đành phải tổ chức, bác bảo làm nhanh lên cho bác. Bác nói một câu cảm động là chỉ cho bác mấy bông hồng là đủ rồi. Đừng bày vẽ tốn kém làm gì. Bác còn cẩn thận dặn thêm là 5 bông hồng đỏ cho bác thôi. Xin các đồng chí nhớ là lúc sinh thời đấy, bác rất tôn thờ 2 loài hoa. Một là hoa hồng đỏ, 2 là hoa huệ. Hoa huệ trắng, hoa huệ mà chúng ta thờ ông bà cha mẹ, những người thân đã khuất đấy. Bao giờ trong phòng bác cũng có một bình hoa hồng và một bình hoa huệ. Bác dặn là 5 bông hồng đỏ thôi. Ta làm đúng như lời bác dặn thì có ngờ đâu bó hoa cuối cùng tặng bác vẹn vẹn có 5 bông hồng. Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ là một trong 8 người thư ký giúp việc của bác mà lại ở với bác lâu nhất, hơn 40 năm. Đến khi mà bác mất rồi, Trung ương mới điều đồng chí Vũ Kỳ về nhận chức Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Mà bây giờ đồng chí Vũ Kỳ cũng đã trở về với bác rồi. 8 người đó đã đi hết. Duy nhất chỉ còn có 1 người thôi, là đồng chí Tạ Quang Chiến, 84 tuổi, đã từng làm Bộ trưởng Bộ Thể thao đấy các đồng chí. Bác đặt tên cho tất cả cái đội này: Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Bác dặn là để bác cháu gọi nhau ngày nào cũng nhớ tới nhiệm vụ là thế. Thì bây giờ bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là: chú Kỳ, xem có gì để bác tiếp khách không. Thế là vào chuẩn bị bánh kẹo pha nước để bác tiếp khách. Bác nói với các đồng chí đến chúc thọ bác là những học trò kiệt xuất của bác,
cũng đồng thời là những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước mà hàng ngày vẫn làm việc bên cạnh Bác. Bốn người này: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh. Đại tướng của chúng ta, Bác phong đại tướng có một lần duy nhất, từ chỉ huy du kích quân lên thẳng đại tướng, lúc có 38 tuổi đấy các đồng chí. Mà bây giờ đại tướng đã 101 tuổi rồi. Đấy là người duy nhất còn lại trong cái thế hệ đầu tiên gọi là khai quốc công thần, lập đảng lập nước đấy. Bác nói với các đồng chí đó là: các chú ăn bánh kẹo và uống nước để mừng thọ cho Bác đi. Và Bác mong các chú thông cảm cho Bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng Bác nghèo lắm, Bác không có gì đâu. Mấy manh áo vải, một đôi dép cao su Trường Chinh vạn dặm, còn có gì nữa đâu các đồng chí. Nâng niu tất cả, chỉ quên mình. Sự giàu có phong phú nhất của đời Bác là tư tưởng, đạo đức, tâm hồn. Thì Bác dâng hiến hết cho dân và cho nước, cho cả nhân loại nữa. Còn gói gạo là tài sản riêng của nà, Bác không có gì cả. Bác nói Bác nghèo lắm, Bác không có gì đâu là đúng. Khi Bác mất rồi đấy, đồng chí Vũ Kỳ, người mà được Bác giao cho giữ bản di chúc này, cùng với cái gói túi tiền tiết kiệm đem nộp lại cho Trung ương, báo cáo với Trung ương, tất cả chỉ có thế. Cái túi tiền tiết kiệm của Bác đấy, Bác bảo khâu cho Bác một cái túi vải, nó có cái giải rút kéo lên thế này, để đựng vào đấy, tiêu pha cho Bác xong, còn thừa để vào đấy. Mà Bác có tiêu gì cho Bác đâu, dành hết cho các cụ già thượng thọ. Lãnh tụ mà nhớ cả ngày sinh của dân các ông, rồi cho các bà mẹ sinh ba sinh bốn, cho các chiến sĩ bộ đội công an là những người vất vả hy sinh nhiều nhất, Bác thương nhất, cho các cháu thiếu niên nhi đồng là bạn bè cuối tuần đông nhất của Bác, tất cả vào đấy hết. Cho nên cùng với bản di chúc, để Trung ương cân nhắc lựa chọn đọc đoạn nào trong lễ quốc tang, thì cùng với đoạn di chúc ấy, túi tiền của Bác để lại có ngờ đâu còn vẹn vẹn có mấy nghìn bạc. Mà Bác cũng là có lương của chủ tịch đảng, chủ tịch nước. Bác bảo Bác nghèo lắm, không có gì đâu, là như vậy. Các đồng chí vào thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, vào cái nơi Bác ở lần cuối cùng trước khi mất, các đồng chí có quan sát hai chiếc quạt của Bác không? Một chiếc quạt mo cau đấy, ở tỉnh ủy Nghệ An tặng Bác, gọi là quà kỷ niệm của quê hương. Và tỉnh ta, thời kháng chiến vùng Trung Du, có cái quạt lá cọ tặng Bác, Bác vẫn giữ làm kỷ niệm. Lúc còn khỏe đấy, còn hút được thuốc lá và chưa bỏ thuốc đấy, Bác dùng điếu thuốc lá châm một lỗ thủng vào cái quạt lá cọ này. Khách nước ngoài đến họ quan sát kỹ lắm. Họ hỏi người thuyết minh là sao lại như vậy, chúng ta chẳng biết trả lời thế nào. Thì ta phải tưởng tượng ra và nói một câu rất hóm hình là: Bác Hồ của chúng tôi đánh dấu tài sản đấy. Có gì đâu các đồng chí, không có cái gì cả. Mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi, những lối mòn là như vậy. Chúng ta hình dung xem là cuộc đời của Bác được biểu trưng bằng cái gì, thì đó là một cuộc đời, một bài ca lao động, một bài ca tranh đấu, học tập và tình thương. 21 tuổi đầu thời trai trẻ, Bác đã rời tổ quốc ra đi, lênh đênh trên một con tàu biển lớn, rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Một cuộc đi dài 30 năm các đồng chí. Trong thế kỷ 20 không có một lãnh tụ nào có một cuộc đi như vậy. Đi qua gần 40 nước khác nhau trên thế giới, làm đủ mọi nghề để sống, để tồn tại, để tranh đấu, và có khi còn phải nuôi cả đồng chí mình khi mất liên lạc với tổ chức. Đời Bác vô cùng gian lao sóng gió, là như vậy. Chứ người ta gọi Bác là hình ảnh người chiến sĩ vô sản hóa đầu tiên trong lịch sử đảng ta, là như vậy.
21 tuổi ra đi, có mặt ở khắp các châu lục, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngay cả đến nước Mỹ, đến chân tượng thần tự do của nước Mỹ cũng là nơi đã có dấu vết của người. Chỉ bằng con đường tự học đấy các đồng chí, chứ bác không có điều kiện như con cháu của người, tức là chúng ta bây giờ đâu. Tự học mà bác phải làm cho thế giới kinh ngạc về trí tuệ mẫn tiệp của bác, sự uyên bác thông thái của bác về mọi phương diện. Hồ Chí Minh như là tượng trưng cho một sự nối liền văn hóa Đông Tây, tiếp thu cả hai nền văn hóa lớn, những tinh hoa rực rỡ nhất để làm giàu trí tuệ của mình và làm cho dân tộc Việt Nam thăng hoa lên. Chỉ riêng ngoại ngữ thôi các đồng chí, khi chúng ta còn đang phải hết sức cố gắng để thành thạo lên 1, 2, 3 thứ tiếng, Bác Hồ của chúng ta làm chủ 29 ngoại ngữ. Chỉ có Engel là người đứng đầu trong số các lãnh tụ của thế giới mà biết nhiều ngoại ngữ như vậy, sau đó là bác. Engel làm chủ 35 thứ tiếng các đồng chí. Engel là người bạn của Marx này, cái tôi thứ hai của Marx, mà bác cũng tự học hết. Khi bác mất đi các đồng chí, các đồng chí phục vụ dọn cái giường ở, giường nằm của bác trong phòng ở, có ngờ đâu dưới gối nằm của bác là cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha. Cái thứ tiếng mà bác đã biết, đã học từ hồi còn trẻ ở châu Mỹ. Cả cuốn sổ tay ghi chép những từ mới đã học, cả cái mẩu bút chì đánh dấu từng trang sách còn nguyên hết. Mà nằm trên giường bệnh, tuổi cao sức yếu rồi, ta học bác cái tấm gương đó, nhất là các bạn trẻ còn là thanh niên. Lenin có nói là học, học nữa, học mãi. Bác Hồ cũng ý ấy, bác nói truyền cảm lắm. Bác nói là đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Và bác nêu gương. Cho nên nói về Hồ Chí Minh ấy, ta phải trở đi trở lại cái điều này này. Bác nói như thế nào thì bác làm như thế. Lời nói việc làm đi đôi với nhau, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Đấy là chỗ khó nhất ở đời, thì bác thực hiện rất sức xuất sắc. Tôi nói là 29 ngoại ngữ là không kể tiếng dân tộc thiểu số các đồng chí nhé. Bác đến Sơn La vào những ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 54 giải phóng Điện Biên Phủ, chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 bác mới về Hà Nội, 56 bác đã trở lại Sơn La, và năm 1957, lúc bây giờ còn hoang vu lắm, mà bác đã có mặt ở cái vùng bây giờ ta gọi là đá Trông Ca Chín. Các đồng chí chắc đã đến rồi, ta phải đi rất nhiều lần, đó là hành hương về lịch sử đấy. Năm 57 bác đã đến đó, con đường mòn, bác đeo ba lô, cho mấy viên gạch vào, bác tập leo núi. Bác chủ tính cuộc chiến đấu còn dài, và quả nhiên sau này cái vùng đó là nơi sơ tán của Trung ương. Tầm nhìn như vậy, bác đến Sơn La mà bác nói chuyện với đồng bào Sơn La toàn bằng tiếng Thái. Đồng bào cảm động không ngờ như vậy và bỗng khóc òa lên cả đám. Bác học tiếng Thái từ hồi ở Thái Lan mà bác nói chuyện với đồng bào dân tộc bằng ngôn ngữ của chính họ đấy, thì cái sức thu phục, thuyết phục lớn đến như thế nào. Bây giờ còn có một chi tiết nữa, một câu hỏi vẫn day dứt lòng chúng ta mà ta chưa có câu trả lời đầy đủ. Vậy trong cuộc đời bác có tất cả bao nhiêu cái tên các đồng chí? Bác dùng rất nhiều bút danh, bí danh khác nhau, dùng rất nhiều tên khác nhau, hoạt động trong vòng vây kẻ thù thì phải như vậy. Chưa kể cải trang đi, bí mật đi, để bảo toàn, để có thể hoạt động lâu dài. Các nhà nghiên cứu của chúng ta, nhất là các đồng chí ở Bảo tàng Quốc gia Hồ Chí Minh ấy, cho đến bây giờ mới chỉ thống kê được một cái danh mục là bác có tất cả 117 cái tên, bút danh và bí danh khác nhau. Và riêng sự nghiệp báo chí, bác viết hàng nghìn bài báo cho báo Đảng, chưa kể báo chí trong nước và quốc tế,
Riêng báo Đảng thôi, hàng nghìn bài, bác đã dùng tới 88 bút danh khác nhau. Ta nhớ là những từ như là Nguyễn Tất Thành này, Nguyễn Ái Quốc này, Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử rất quen thuộc. Ngoài ra bác còn dùng là CB, tức là của bác này, Trần Lực này, đúng không? XYZ này, Du Kích này, Chiến Thắng này, đều là bí danh của bác hết. Ta nhớ là bác còn là một nhà thơ, một nghệ sĩ, tâm hồn lộng gió bốn phương của thời đại, trái tim rất đa cảm. Cho nên bác dùng rất nhiều tên của con gái mà tên rất đẹp làm bí danh cho mình đấy các đồng chí. Thu Hương, Phong Lan, Thu Lan, Diệu Hương cũng đều là bí danh của bác hết đấy. Trên các nhà nghiên cứu đấy, bây giờ mới thấy được là bác Hồ có cả một cuộc sống gần như huyền thoại cơ mà. Là một lãnh tụ trở thành huyền thoại từ khi còn sống. Mà đây là hiện tượng rất hiếm hoi của lịch sử. Khi bác mất rồi, năm 1970, có hai tác phẩm lớn rất được chú ý. Về mặt lý luận, đó là tác phẩm của đồng chí Lê Duẩn, nhân dịp 40 năm thành lập Đảng đấy. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiến lên giành những thắng lợi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thành tài liệu học tập trong toàn Đảng lúc bấy giờ. Nhất là có cái đợt kết nạp đảng viên Hồ Chí Minh sau khi bác mất. Đồng chí nào mà được vào Đảng thời kỳ đó là vinh dự lắm, hạnh phúc lắm đấy các đồng chí. Và các đồng chí đứng tuổi đấy thì đã từng học tập cái tác phẩm này 43 năm trước đây. Đấy là tác phẩm lý luận của Đảng mà người Tổng Bí Thư phát ngôn để thể hiện rõ Đảng quyết tâm đi theo sự nghiệp của bác, con đường lý tưởng của bác dù bác không còn nữa. Đấy là một thông điệp với trong nước và với thế giới. Còn về mặt văn chương, ta nhớ lại lúc bây giờ có một nhà thơ nổi tiếng cùng thời với Tố Hữu mà bây giờ các anh đã trở về với bác hết rồi. Đó là nhà thơ Chế Lan Viên. Có viết một bài bút ký nổi tiếng là Sen của loài người. Sen tức là làng sen quê bác. Mà sen cũng là bông hoa sen tượng trưng cho tâm hồn thanh cao của Việt Nam, mà là quốc hoa của Việt Nam. Tác giả viết như thế này: người ra đi từ con sông Lam của quê hương, con sông Hồng của tổ quốc, trải qua bốn bể năm châu, ôm chùm vào mình tất cả tri thức đông tây kim cổ, để rồi trở lại nhìn lại con sông Lam của quê hương, con sông Hồng của tổ quốc với một tầm mắt đại dương, tức là nhìn xa trông rộng. Và người học trò kiệt xuất của bác mà ở với bác cũng rất lâu năm lại được bác rất thương mến vì mang được nhiều hình ảnh của bác, lại có một đời tư rất vất vả cho nên bác rất thương, đó là thủ tướng của chúng ta, Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bây giờ về với bác rồi, chúng ta gọi là cố thủ tướng. Phạm Văn Đồng viết như thế này: Hồ Chí Minh cao mà không xa, cao lớn về tư tưởng đấy, về tầm vóc đấy, mà không xa cách với một ai cả, cho nên cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu. Thì đấy chính là nhân cách Hồ Chí Minh được vẽ bằng ngôn ngữ. Chân dung nhân cách Hồ Chí Minh được khắc họa bằng ngôn ngữ qua lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng của chúng ta lại có một người thư ký rất tài hoa, đó là nhà thơ, cũng là một nhà lý luận nổi tiếng, là anh Việt Phương. Lúc mà làm thư ký cho Thủ tướng còn rất trẻ, gọi là thanh niên, một thời là thần tượng của thanh niên chúng ta cả. Và bây giờ thì đã là lão đồng chí 84 tuổi, còn Thủ tướng đã về với bác. Việt Phương là người viết bài thơ khóc bác khi bác mất ấy, rất cảm động. Đọc cái đoạn thơ Việt Phương, ta biết được rất nhiều tư liệu về đời sống hàng ngày của bác, giản dị mà vĩ đại. Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ, tránh nói chữ to mà đi rất nhẹ cả trong vườn. Trái tim lớn đau nỗi đau của con người ở chân trời góc bể,
đến gần người con thở dễ dàng hơn. Ngoài 75 bác vẫn thường ném bóng. 75 tuổi, bác viết di chúc bản đầu tiên lúc 75 tuổi, bác vẫn thường ném bóng, bác phải tập để tay đỡ run các đồng chí. Các đồng chí đặt vào di chúc nhé, các đồng chí có thể quan sát cả những nét run trên từng dòng chữ của bác này các đồng chí. Những dòng chữ đen là bác viết, bút mực đỏ bác chữa hàng năm, năm nào cũng chữa, 4 tháng cuối cùng trước khi mất vẫn chữa di chúc. Ta quan sát được cả cái nét run của bác. Ngoài 75 bác vẫn thường ném bóng là vì vậy. Cái đĩa gạt tàn thuốc lá đã từ lâu thôi không nóng nữa trên bàn. Theo lời khuyên của thầy thuốc và của Trung ương, bác bỏ thuốc. Bác bỏ thuốc lá được 4 năm thì bác đi. Các đồng chí có điều kiện đấy, đọc kỹ những bài thơ của bác. Bác đưa cả thuốc lá, cả rượu vào trong thơ. Giấc ngủ bác cũng mơ thấy thuốc lá đấy các đồng chí. Ta thương bác lắm. Mà phải bỏ thuốc. Các bác sĩ khám bệnh cho bác báo với Trung ương là Trung ương nên khuyên bác bỏ thuốc đi. Các cái mạch máu ở cổ bác bị dạn hết rồi. Bác nói đã khó khăn. Bệnh phổi tái phát, tim mạch rối loạn. Tay bác đã liệt. Chỉ một đi thăm tỉnh Thái Bình về, một cơn mưa đầu mùa đã liệt cả tay. Mắt đã mờ rồi. Những năm cuối đời, các bác sĩ Trung Quốc sang khám bệnh cho bác theo chỉ thị của Chuân Lai đó. Báo với Trung ương ta là đáy mắt của bác có nhiều dấu hiệu chảy máu rồi. Cho nên là tại sao bác không cho tổ chức sinh nhật là như vậy? Những cái bài thơ của Việt Phương ấy cho ta biết được nhiều tư liệu về đời sống của bác hàng ngày, ta mới càng thương bác hơn, vĩ đại và cao thượng. Đặc biệt nữa đấy, có cả một nghị quyết riêng của Trung ương về vấn đề thuốc lá của bác. Không phải là thành văn như bây giờ đâu các đồng chí, nó chỉ ngắn gọn là một lời quy ước với nhau thôi. Nhưng mà thực hiện rất khó, không dễ đâu các đồng chí nhé. Nghị quyết của Trung ương bây giờ kể, các đồng chí đại tướng kể lại đấy, là Trung ương ra một chỉ thị để cho bác bỏ thuốc càng nhanh càng tốt, thì cấm tuyệt đối từ tổng bí thư đến người nhân viên thấp nhất, không ai được hút thuốc lá trước mặt bác. Thế thôi, đấy là nghị quyết đấy các đồng chí. Cấm tuyệt đối nhé, không ai được hút thuốc lá trước mặt bác, để bác bỏ cho nó dễ các đồng chí. Bác có phải là thần thánh gì đâu, bác cũng là một con người chứ, như chúng ta vậy. Mà gọi là tuyệt mật, bí mật để bác không biết, để bác không buồn, mà bác biết hết các đồng chí. Bác biết do bác quan sát, bác rất tinh tường. Tại sao ngày thường các vị hút nhiều thế mà mấy tuần nay không vị nào hút thuốc lá cả, nhưng mặt cứ buồn buồn đúng không? Mà bác nói chuyện cứ đứng lên ngồi xuống cứ đi vòng quanh cả đấy này. Thèm thuốc các đồng chí. Ở với bác suốt từ sáng đến đêm khuya mà lại cấm tuyệt đối không được hút thuốc trước mặt bác thì coi như không hút điếu nào cả. Chứ không dễ một chút nào đâu các đồng chí nhé. Các đồng chí nam giới hút thuốc lá thì đều biết cả. Không dễ một chút nào đâu. Mà gọi là bí mật mà bác biết hết. Bác biết, bác thương lắm. Bác về bác mời đồng chí Vũ Kỳ đến. Đây cũng là một phong cách dân chủ của bác này. Ở cương vị như bác, bảo đi lấy thuốc cho bác thì ta đi lấy ngay, có đúng không? Bác không. Bác chỉ xin thôi. Bác bảo chú Kỳ ạ, bác có một việc riêng muốn nhờ chú, chẳng hay chú có giúp bác được không? Ông Vũ Kỳ hồn nhiên lắm, hứa ngay các đồng chí. Thưa bác cứ nói ạ. Bác bảo bác muốn xin chú một bao thuốc. Ông Vũ Kỳ sợ quá, Trung ương đã chỉ thị là cấm không được đưa thuốc cho bác hút. Bây giờ nghĩ rằng bác thèm thuốc. Bác chẳng những bác thèm thuốc, bác lại xin cả một bao cơ. Không đưa cho bác thì thương bác. Đưa cho bác mà bác hút, bác ho thì lại có lỗi với Trung ương. Chứ không biết làm thế nào cả các ông chị. Cứ đánh trống lảng rồi vòng vo để cho bác quên đi mà. Bác có quên đâu. Bác nhắc lại là bác muốn xin chú một bao thuốc. Chú nghe có rõ không? Đấy. Và bác phải giải thích nhé. Bác giải thích thì yên tâm lắm. Bác bảo bác không hút đâu. Bác đã hứa với chú, với Trung ương bác bỏ thuốc là bác kiên quyết bỏ. Nhưng bác có việc, có giúp bác được không? Thế là yên tâm lắm, đi lấy ngay cho bác một bao thuốc. Vì sao các đồng chí? Hôm sau họp Trung ương, họp Bộ Chính trị, mà bác chủ trì,
Ngày xưa thời của bác còn đơn sơ đạm bạc lắm, không có tòa ngang dãy dọc như bây giờ đâu. Chỉ có kinh dưới nhà sàn có cái bàn dài kê mười mấy cái ghế mộc được thôi. Thế đâu? Bác chủ trì, bác đến sớm, bác bóc sẵn bao thuốc lá, bác mời từng người một. Bác bảo là bác biết rõ cái nghị quyết của các chú rồi, bây giờ bác mời các chú hút thuốc. Bác mong các chú cứ tự nhiên thoải mái như trước đi, đừng vì bác mà sống khổ sống sở thế. Bác thương lắm. Lúc đầu thì rất thèm thuốc cầm gì nhé, nhưng mà trong cái giây phút như thế, trong không khí như vậy, ai cũng xúc động, cầm điếu thuốc bác đưa mà chỉ khóc, không ai thèm thuốc nữa. Nhờ thế mà các vị bỏ được hết đấy các đồng chí. Nó thiêng liêng lắm các đồng chí. Bác là một con người như vậy, để thấy một vị lãnh tụ mà được ví như thánh, như Phật, nhưng mà thật ra là một con người bằng xương bằng thịt, và cảm động vô cùng từ những ứng xử văn hóa của người, từ tấm lòng của người, một con người rất nhân bản và nhân văn. Ta học bác, học cho được cái điều cao quý đó. Ta cứ nghĩ bác là thần thánh là không đúng đâu. Là như vậy là một là bác buồn, hai là làm khổ bác lắm. Bác có được sống như chúng ta đâu các đồng chí. Vì ta cứ coi bác là thánh là thần, cho nên là bác không có một cuộc sống tự nhiên như chúng ta, khổ cho bác thế chứ, đúng không? Ai lại 55 tuổi đọc Tuyên ngôn Độc lập, báo chí đã đưa một cái tít thật đậm năm 45 đấy, Hồ Chủ tịch vị cha già dân tộc. Bác rất là hóm hình nhé. Bác bảo các chú làm khổ bác rồi. Câu này là rất là con người Hồ Chí Minh, đúng không? Là như vậy. Bây giờ ta không nhắc lại cái từ này nữa đâu các ông chí nhé. Mặc dù rất là thành kính. Hai nữa là thế này. Bác viết cho báo Đảng của chúng ta hàng nghìn bài các đồng chí. Mà ta lại vô ý đến mức là ta chẳng bao giờ trả tiền cho bác cả. Tiền nhuận bút đi các đồng chí. Dù nó không là bao nhiêu nhưng cũng là tiền nhuận bút, nó có luật rồi. Bác viết nhiều như vậy mà chúng ta lại quên đi bác. Quên bác đi, không trả tiền nhuận bút cho bác các đồng chí. Báo chí cho bác cũng không có. Báo biếu ấy. Bác là tác giả cơ mà. Bác chờ mãi tiền chẳng có, báo thì không. Bác gọi thẳng sang báo Nhân dân bác đòi tiền các đồng chí. Cái chuyện này không phải là tiền đâu. Bác dạy chúng ta một bài tập ứng xử văn hóa đấy, sâu sắc lắm. Bác nói thẳng với tổng biên tập, mà tổng biên tập báo Nhân dân là hàm bộ trưởng đấy các đồng chí nhé, ủy viên trung ương, có khi là bí thư trung ương, có khi là ủy viên bộ chính trị đấy, cơ quan tư tưởng của Đảng cơ mà, quan trọng lắm. Bác nói ngay, thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Bác đòi thoải mái chứ các đồng chí. Ta thì ấp úng mãi chả nói được đúng không? Vòng vo, ta hay bị bệnh kẻ sĩ, trí thức, bệnh sĩ diện. Chứ bác là sống rất là thoải mái. Thế là tổng biên tập vội vàng xin lỗi bác, và chúng cháu thật là có lỗi, bác tha lỗi cho. Rồi Thanh Minh, mà Thanh Minh cũng rất thật thà các đồng chí. Ai để Thanh Minh như thế này? Nhưng xin bác cũng hiểu cho lòng anh em chúng cháu. Ngày nào chúng cháu cũng bảo nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền là thế nào đâu. Ta lại nghĩ thế các đồng chí. Thế là ta đã thần thánh hóa bác rồi. Có để cho bác sống bình thường như chúng ta đâu. Bác cười, bác bảo nào bác có vĩ đại gì như chú tưởng đâu. Bác bình thường như tất cả mọi người như chú vậy thôi. Thôi giả tiền cho bác đi. Bác đòi tiền đấy các đồng chí. Chỗ này là cả một bài tập văn hóa, một ứng xử văn hóa. Văn hóa là gì các đồng chí? Văn hóa xét đến cùng là sống cho nó tự nhiên, sống cho nó chân thật, không có giả dối. Thế là văn hóa đấy. Mà cái văn hóa này là cao sâu lắm, không phải ai cũng có được đâu các đồng chí. Học bác chỗ đó. Câu sau của bác mới thực sự là vấn đề. Bác bảo thôi, thế chú đã có lời xin lỗi bác thì bác cho qua. Nhưng bác dặn chú một câu, với dân chú không được thế. Với dân các chú không được thế. Bác mà còn thế này thì với dân các chú đối xử như thế nào? Đấy mới là câu chuyện các đồng chí. Tức là bác dạy chúng ta suốt đời là phải tôn trọng luật lệ, quy tắc. Nó đã có luật pháp rồi thì phải thực hiện. Nhất là phải trọng dân, tức là dân chủ. Đấy là một nét rất đẹp ở Hồ Chí Minh. Bây giờ ta cũng chưa biết ai là tác giả của một cái sáng kiến này, này. Tự nhiên lại bảo nhau khiêng vào nhà bác, cái nhà sàn đấy, để tặng bác một cái két sắt các đồng chí. Cái két đựng tiền đấy các đồng chí.
Mà bác thì có tiền nong gì, có của nả gì đâu. Ta nghĩ rất là chân thành, trong sáng, động cơ thì rất trong sáng. Nghĩ rằng bác vĩ đại lắm, bác có nhiều tài liệu cơ mật lắm, phải bảo vệ cho bác, giữ cho bác, để bác đựng tài liệu. Ta chỉ nghĩ một phía như thế thôi. Bác sâu sắc bao nhiêu, tinh tế bao nhiêu, thì chúng ta nhiều khi lại nông nổi hời hợt bấy nhiêu. Thế là vào đến nơi, bác cười, bác bảo bác cảm ơn, có lòng với bác là bác cảm ơn. Bây giờ hãy nhìn với bác ra ngoài cổng này, ngoài cổng đã có các chú bộ đội gác cho bác rồi. Còn trong này, các chú làm việc với bác cả ngày, đến tận tối. Bác chỉ vào ông Vũ Kỳ, riêng chú Kỳ về muộn nhất 11 giờ, 12 giờ bác giục, nấn ná mới về. Mới về nhà bên cạnh nhà bác, về với vợ với con. Thế bây giờ bác nhận cái két sắt của các chú cho, thì chẳng hóa ra bác không tin các chú à? Bác sợ các chú lấy của bác à? Ta mới ngớ người ra các đồng chí. Ta cứ nghĩ một phía như vậy, rất là đơn giản hồn nhiên. Còn bác thì rất là sâu sắc và cân nhắc. Bác bảo thôi, đã có lòng với bác cảm ơn. Bây giờ bác nhờ các chú khiêng cho bác cái két sắt này về cho Bộ Tài chính. Bộ Tài chính các đồng chí, bên đó các chú mới có tiền, có vàng, có đá quý, chứ bác thì có gì đâu. Cái chuyện này do chính đồng chí Vũ Kỳ kể lại đấy, cảm động lắm. Ta hiểu thêm một cách ứng xử của Hồ Chí Minh. Một người như vậy mà lại có cả một cuộc đời gian lao sóng gió, đau khổ từ tuổi ấu thơ. Bác đau khổ lắm, tuổi ấu thơ, 10 tuổi đầu đã mồ côi mẹ. Mẹ bác bà Hoàng Thị Loan sống vẻn vẹn có 33 tuổi. Mà bà nội của bác đấy, 32 tuổi đã mất rồi. Ngày xưa các cụ mất sớm lắm. Một là vất vả gian truân, hai là thuốc thang không có. Mẹ bác đấy chết ngay trên khung cửi, làm nghề dệt lụa, dệt vải để nuôi chồng nuôi con mà. Ở Huế đấy, ta nhớ vào thăm Huế thì các đồng chí ghé vào cái ngôi nhà đó nhé, để thắp hương cho bác, còn nguyên hết. Thế là bác đi xin sữa về cho em nhỏ bác là Nguyễn Sinh Xin đấy các đồng chí. Nguyễn Sinh Xin ấy, không có sữa, đi xin sữa, gọi là xin Nguyễn Sinh Xin. Đi mua thuốc về cho mẹ, mở cửa ra thì mẹ đã chết lạnh giá trên khung cửi. Mà bác có 10 tuổi đầu, bố không có ở đó. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một ông quan thanh liêm cương trực, triều đình nó đầy đi khắp các nơi xa. Chị gái của bác là bà Nguyễn Bạch Liên, mà ta gọi bí danh là bà Thanh. Anh trai của bác là ông Nguyễn Tất Đạt, ta gọi bí danh là ông Cả Khiêm. Đều không có ấy ở đấy. Là nghĩa quân của Phan Đình Phùng chống Pháp, cũng vào tù ra tội cả. Chỉ có bác 10 tuổi đầu thơ bé, với em nhỏ còn đang tuổi bú sữa mẹ bế trên tay, thì làm thế nào? Bác phải nhờ bà con cô bác hàng xóm làm tang lễ cho mẹ. Cho nên tại sao ấn tượng về người phụ nữ, về người mẹ trong lòng bác sâu đậm đến như vậy? Chính từ cái chết trẻ của người mẹ hiền thảo. Và Hoa Huệ là thế. Hơn nữa, Hoa Huệ lại có gắn với một kỷ niệm rất riêng tư của bác. Tên loài hoa lại trùng với tên của một người con gái xinh đẹp. Đó là Lê Thị Huệ, người yêu của bác hồi còn 20 tuổi thanh niên. Đây là mối tình thầm lặng, không ai nói với ai một câu nào, kể cả khi bác bước chân xuống bến cảng Nhà Rồng. Không nói một câu nào. Mà bác đi 30 năm các đồng chí, không tin tức, không thư từ, cả hai người yêu nhau trong trái tim thôi, không một lời hẹn ước. Ở nhà bà Huệ không lấy ai, không yêu ai, không nhận lời với ai, rồi tuổi xuân cứ qua đi. Cuối cùng, cụ sống ở thành phố Sài Gòn, mà sau giải phóng ta gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà văn Sơn Tùng sẽ kể cho chúng ta nghe, cụ đã vào một ngôi nhà chùa yên tĩnh vắng lặng, xuống tóc để đi tu và mất ở miền Nam. Bây giờ ta mới hiểu ra điều này các đồng chí này. Mẹ mất ở Huế, bố nằm lại ở Cao Lãnh Đồng Tháp, người bạn gái ở miền Nam chưa biết ở chỗ nào. Cho nên cái câu của bác nói đấy, miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi,
là một câu đa nghĩa lắm. Ta chỉ hiểu có mỗi một nghĩa thôi. Ta chỉ hiểu là bấy là đồng bào miền Nam đầu sóng ngọn gió đi trước về sau, bác rất thương, đó là lẽ đương nhiên. Miền Nam còn có một phần riêng tư của bác nữa chứ. Điều này nó mới hợp với cái logic này các đồng chí này, mà ta nghiên cứu có khi ta cứ thoáng qua, ta không để ý. Tại sao trước lúc ra đi, bác mở to mắt nhìn khắp tất cả mọi người một lượt như có ý vĩnh biệt. Bác bảo cho bác nghe một câu hò Huế, hò Huế để nhớ mẹ. Cho bác nghe lại câu hò Vĩ Dậm ở xứ Nghệ để vĩnh biệt cha. Và cho bác một ngụm nước dừa để miền Nam, hương vị của miền Nam. Miền Nam là tất cả chung riêng, hòa hợp là một trong trái tim bác. Đấy, có điều kiện, các đồng chí đọc thật kỹ tất cả các tác phẩm của Sơn Tùng nhé. Búp sen xanh, bông sen vàng, hoa dâm bụt, trái tim quả đất. Nhà văn Sơn Tùng đang yếu lắm rồi, đang lâm bệnh nặng, không biết có qua khỏi không. Mà rất tiếc là nhà văn không còn có điều kiện để hoàn thành cái bản thảo cuối cùng đang dang dở. Đó là tiểu thuyết rất dày dặn, Bông Huệ Trắng, để nói về Lê Thị Huệ. Đây là tiểu thuyết, cho nên các đồng chí có thể nghĩ ngay là nó hư cấu, không phải đâu. Người xác nhận rằng hư cấu của nghệ thuật mà lại thật hơn chính cả cuộc đời, đấy là lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi mà nhà văn Sơn Tùng đến tặng sách cho Thủ tướng. Mà nhờ có Thủ tướng ấy, Sơn Tùng mới có thể viết được những cuốn sách như thế. Trong cái thời buổi mà ta chưa đổi mới tư duy, nó chưa khoáng đạt như bây giờ, mà Thủ tướng ôm chầm lấy Sơn Tùng mà khóc cơ. Thủ tướng mời Sơn Tùng vào lại ăn cơm. Và Thủ tướng nói một câu rất cảm động là: anh ăn cơm với cháu. Cháu tức là anh Phương, là con trai của Thủ tướng. Còn tôi không ăn được đâu. Mỗi một bữa cơm của Thủ tướng chỉ có một mẩu khoai lang luộc, một chút cơm nhỏ, mấy cọng rau, mang rất nhiều hình ảnh của bác. Mà Sơn Tùng, các đồng chí nhé, nói với con trai Thủ tướng là: chú lấy cho anh chiếc thìa. Anh có cầm đũa được đâu. Tay của Sơn Tùng co quắp hết ấy. Thương binh loại nặng, bạn chiến đấu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đấy các đồng chí. Mà Chủ tịch nước vào tận bệnh viện thăm Sơn Tùng trước khi về miền Nam nghỉ hưu, lại đến tận nhà riêng của Sơn Tùng thăm một lần nữa. Thủ tướng nhìn bàn tay của Sơn Tùng mà Thủ tướng khóc. Thủ tướng ôm chầm lấy nhà văn nói như là: tay như thế này mà viết hàng vạn trang sách sao? Mà hư cấu mà lại thật hơn chính cả cuộc đời, để xác nhận những điều viết về Bác Hồ là đúng. Trong tiểu thuyết của Sơn Tùng có một câu này này: nói lời của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tiễn Bác Hồ của chúng ta xuống bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Bảo đừng bị lụy vì việc gia đình, con hãy đi, con phải có chí lớn tài cao, con hãy đi tìm chân lý dưới chân mình. Tức là phải hành trình. Trên cuộc hành trình 30 năm là như vậy. Đặc biệt nữa đấy là Bác Hồ của chúng ta tự học mà thông thái đến như vậy. Bác dành từng ly cà phê nhỏ cho người thủy thủ nước ngoài để họ dạy bác tiếng Pháp, và bác dạy lại cho họ tiếng Việt. Bác làm việc trong hầm lò với cái chức là bồi bàn, phụ bếp, nhặt rau, đốt lò, rửa chảo, nặng nhọc quần quật như vậy, mệt vã người gì các đồng chí, mà vẫn đêm khuya thức để học dưới ánh trăng, dưới ánh đèn vàng vọt của boong tàu thủy, cuối cùng thành một danh nhân văn hóa như vậy, thì đủ hiểu Bác Hồ của chúng ta ra sao. Các đồng chí có nhớ lời của một người nổi tiếng không? Đại văn hào Pháp Victor Hugo, tác giả của Những Người Khốn Khổ này. Ông nói thế này này: trước một trí tuệ uyên bác, tức là thông thái đấy, thì tôi cúi đầu bái phục. Còn trước một nhân cách cao cả, thì tôi quỳ gối tôn thờ. Bác Hồ của chúng ta có cả hai điều đó.
trí tuệ uyên bác, thông thái và nhân cách thì cao cả vĩ đại. Cho nên trong hàng vạn vạn bức điện và thư của khắp trái đất này đánh về Hà Nội chia buồn với Đảng và nhân dân ta về tổn thất không gì đền bù được khi Bác ra đi, thì tôi đọc cái câu của Fidel để các đồng chí nghe là cảm động nhất. Mà lúc Bác mất, Fidel mới có 40 tuổi. Fidel nói như thế này: đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Thể xác thì hữu hạn nhưng mà nhân cách thì trường tồn. Chính là vì vậy, nên tại sao ta nói là sống mãi trong trái tim nhân loại, trong hồn dân tộc là thế. Một cái học giả nước ngoài để suốt cả cuộc đời để nghiên cứu tiểu sử các vĩ nhân có nói là Hồ Chí Minh là hình ảnh tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Ta cũng có một câu như vậy, nhưng mà rất là dân dã: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Họ đánh giá là Hồ Chí Minh là hình ảnh tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Trong con người Hồ Chí Minh có một phẩm chất của Thánh Đức Chúa Giê-xu đó: bao dung, độ lượng, vĩ đại, bác ái, lại có tâm của nhà Phật. Nhà Phật tức là vô ngã, vị tha, từ bi, hỷ xả. Cứu một người phúc đẳng hà sa. Mà Bác không chỉ cứu một người, Bác cứu cả dân tộc. Cho nên có cái tâm của nhà Phật là đúng lắm. 30 năm ở nước ngoài mà về nước, Bác không quên đặt tên núi Các Mác và suối Lenin ở Bắc Bó Cao Bằng. Chúng ta cũng đã lên rồi. Hơn nữa đây là một điều kỳ lạ này. Một người rất hiện đại như vậy, một người cộng sản đích thực như vậy, một nhà Marxist sáng tạo như vậy mà lại đích thân vẽ tượng Phật trên vách núi để cho dân thờ. Thì Bác là hòa hợp tất cả Đông Tây, cả hiện đại lẫn truyền thống. Bác đặt cả Phật, cả Thánh, cả Mác, cả Giê-xu, cả Tôn Giật Tiên, tất cả ngồi chung với nhau, hài hòa, miễn là đem lại những gì tốt đẹp nhất cho dân tộc. Cho nên họ đánh giá về Bác như thế là rất đúng. Có một cái phẩm chất của Thánh, có cái tâm của nhà Phật, lại có trí tuệ của Các Mác và Lenin, có tâm hồn của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, có đầu óc thiết thực của Tôn Trung Sơn. Tôn Trung Sơn tức là Tôn Giật Tiên, Trung Hoa Dân Quốc, tam dân chủ nghĩa, dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Bác chọn suốt cả đời mình chỉ có ba giá trị thôi: độc lập, tự do, hạnh phúc. Thế là dường như bao nhiêu điều tốt đẹp của thế giới và của dân tộc hội tụ lại trong con người Bác, kết tinh trong Bác, để qua Bác thăng hoa cho cả dân tộc Việt Nam. Bác vạch ra một thời đại mới cho Việt Nam, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc chúng ta, đúng như lời đánh giá của Đảng khi Bác mất. Nói về Bác Hồ có tâm hồn Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, ta mới hiểu tại sao ngày viết di chúc đầu tiên, hôm qua chính là ngày kỷ niệm đầu tiên di chúc Bác đấy, ngày 15 tháng 5 mà các đồng chí. Ngày xưa không có vi tính, cái máy chữ mổ cò của Bác này, Bác tự đánh máy hết. Bác đề sẵn tên là đồng chí Lê Duẩn nhé. Chứng kiến của bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Duẩn chỉ cần ký cái là xong. Để chứng kiến, đây là tài liệu quan trọng của Đảng. Với Bác là một bức thư, nhưng mà với Đảng là một tài liệu rất quan trọng cho muôn đời, cho nên người đứng đầu phải chứng kiến. Bên này Bác ký là Hồ Chí Minh, đề là ngày 15 tháng 5 năm 65, ngày hôm qua. Xong rồi Bác làm gì các đồng chí? Xong rồi Bác ung dung thanh thản gấp bản di chúc lại đưa cho Vũ Kỳ giữ. Và Bác đi về Chí Linh, Côn Sơn, Hải Dương đấy các đồng chí. Nơi đấy có một cánh rừng thông rất đẹp, có rất nhiều tấm bia mộ cổ viết chữ Hán về công trạng của Nguyễn Trãi và Nguyễn Phi Khanh. Bác muốn học xem ông cha ta ngày xưa an dân trị quốc như thế nào,
để quốc thái dân an như vậy, để học, để dạy cho đời sau. Thế là bác về thăm, bác đọc rất chăm chú. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đi tháp tùng bác, thấy bác đọc rất là chăm chú, cũng ghé vào đằng sau lưng bác để đọc. Có ngờ đâu bác quay lại, bác hỏi rất thân tình: thế chú cũng đọc được tiếng Hán à? Bảo thưa bác không ạ. À. Bác bảo là thế thì chú đứng lui ra một chút để cho bác nhìn rõ, rồi bác dịch cho chú nghe. Trên đời này không có ai như thế đâu các đồng chí. Lãnh tụ mà đi dịch cho người dưới quyền mình mà thân tình như vậy, không có một cái gì cao đạo cả. Mà ta không đếm hết được là bao nhiêu lần bác phải đứng ra làm phiên dịch đâu các đồng chí nhé. Bác thông thái như vậy, còn chúng ta thì không được học mà, chúng ta không biết, có thế thôi. Ai lại ở chiến khu Việt Bắc đấy, bác mời đoàn điện ảnh Xô Viết sang làm phim để quảng bá thông tin về Việt Nam kháng chiến, để thế giới ủng hộ chúng ta, để mở đường liên lạc với thế giới trong khi chúng ta đang bị cô lập như thế ở núi rừng Việt Bắc. Không ai biết tiếng Nga để dịch cả, bác đứng ra dịch hết các đồng chí. Trong những ngoại ngữ đấy thì tiếng Hán của bác vào máu thịt, bác làm thơ cơ mà, như tiếng Việt. Còn trong các ngoại ngữ khác ở nước ngoài, tiếng Nga là bác đọc rất chuẩn xác và tinh tế lắm, đến mức mà người Nga thực thụ phải kinh ngạc cơ. Mà khi về Bắc Bó, bác còn làm thơ Vịnh Bắc Bó, trong đó có dịch Sử Đảng đấy: sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch Sử Đảng, cuộc đời cách mạng thực là sang. Bác đang dịch Sử Đảng Cộng sản Liên Xô từ tiếng Nga sang tiếng Việt, để tóm tắt lại, để Việt hóa đi, để văn vần đi, để cho cán bộ mình học dễ hiểu, dễ thuộc. Bây giờ bác đứng ra dịch cho đoàn làm phim Xô Viết không có gì khó cả, bác dịch hết. Cái đáng quý nữa là bác rất là minh mẫn, 75 tuổi, 70 tuổi mà không quên một chi tiết. Đến tận 79 tuổi sắp hấp hối rồi mà vẫn minh mẫn lạ thường. Có lần mà bác mời một tổng thống châu Phi sang thăm Việt Nam vào năm 60, đúng dịp đại hội đảng. Mà bạn thì đã thông báo cho ta là ông tổng thống này nói tiếng Pháp, châu Phi là thuộc địa của Pháp. Ông nói nhanh và khó dịch lắm đấy, chứ phải tìm người phiên dịch giỏi mới có thể giúp bác để tiếp khách được. Chúng ta sẽ hỏi là bác biết nhiều ngoại ngữ như vậy sao phải dịch? Phải dịch chứ các đồng chí. Dịch tượng trưng dù một chút thôi. Trong nghi lễ ngoại giao nó có phép tắc ngoại giao. Đón nguyên thủ quốc gia phải dịch cho nó trọng thị. Thế còn hội đàm thì bác trực tiếp hết. Không bao giờ bác dùng cả phiên dịch cả. Mà thời bấy giờ những năm 60 khó khăn lắm. Những tìm được người giỏi không phải dễ, nhất là ngoại ngữ, mà tiếng Pháp. Nhưng cuối cùng thì Bộ Ngoại giao cũng thu xếp được cả. Chứ còn bây giờ không, không thiếu các chuyện. Con em chúng ta bây giờ giỏi lắm. Có một cháu sinh viên trường đại học ngoại giao, học viện quốc tế đấy, mới có năm thứ 3 thôi, chưa tốt nghiệp đâu, mà nó thành thạo 5 ngoại ngữ các đồng chí. Được chọn đi làm phiên dịch riêng cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị ASEAN vừa rồi. Bây giờ thì nhiều nhân tài lắm. Có điều chúng ta dùng như thế nào thôi, đừng để mai một đi. Chứ thời bấy giờ khó khăn. Cẩn thận như vậy rồi, vậy mà đến lúc ông tổng thống sang Việt Nam mới có 10 phút đầu mà người phiên dịch mồ hôi vã ra như tắm, căng thẳng không dịch được. Không dễ, mà lao động cực nhọc lắm đấy. Nó phải có năng khiếu. Mặc dù rất giỏi nhưng có thể là dịch văn bản, còn nghe nó là chuyện khác. Bác nghe bác thấy dịch, một là nó không thoát ý, nó cứng quá. Hai nữa là cũng không chính xác. Mà bác nhìn người phiên dịch vất vả như vậy bác thương lắm. Bác nói nhỏ vào tai để hai bác cháu cùng nghe thôi, tránh cho ông tổng thống ông biết. Bảo thôi chú nghỉ đi, để bác giúp cho, bác dịch giúp cho. Bác dịch suốt từ đầu đến cuối các đồng chí, kể cả bữa tiệc tiễn tổng thống về nước. Mà 70 tuổi thì đủ hiểu là cái lao động trí tuệ của bác như thế nào, minh mẫn như thế nào, mà uy tín của bác nữa, ứng xử của bác nữa, làm cho mọi việc đều êm thấm hết. Thời kỳ đó căng thẳng vô cùng. Trong di chúc các đồng chí đừng quên cái câu này nhé: tôi càng tự hào về sự lớn mạnh của cách mạng bao nhiêu, tôi càng đau lòng bấy nhiêu
vì sự bất hòa của các đảng anh em. Bác dặn là tôi mong đảng ta phải làm hết sức mình để hàn gắn sự bất đồng đó lại, nhất là với Liên Xô và Trung Quốc. Bác nói là tôi tin rằng các đảng anh em rồi nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Khi mà đồng chí Lê Duẩn đọc cái đoạn này thì 40 vị trưởng đoàn các nước trên lễ đài Ba Đình dự lễ tang bác ấy, không ai cầm nổi nước mắt. Xót xa, ân hận, cảm thấy như có lỗi với bác. Là như vậy. Vì bác là người của quốc tế cộng sản, chứ không chỉ riêng của dân tộc chúng ta đâu. Con người vĩ đại là như vậy. Nhưng mà lại rất giản dị. Vĩ đại bao nhiêu thì giản dị bấy nhiêu. Riêng chỗ này xin các đồng chí cũng nghĩ lại nhé. Ta nhầm đấy. Bác là giản dị mà ta lại cứ nghĩ bác là giản đơn. Hai cái khác nhau lắm. Giản dị tức là chỗ tột cùng của sự sâu sắc thì mới giản dị được. Không cần một sự trang sức màu mè gì nữa, tự nó toát lên cái thần thái. Còn ta thì lại hiểu rằng giản dị tức là giản đơn. Giản đơn là sự sơ lược, sự nghèo nàn, sự hời hợt. Còn giản dị đấy, đích thực giản dị thì phải đích thực vĩ đại. Nó là sự phong phú, sâu sắc, trải nghiệm cả cuộc đời. Và nó toát lên tất cả thần thái một cách rất tự nhiên như hiền triết. Đây này, hôm qua ta vừa công bố một cái tác phẩm lớn của Thái Lan. Vì bác Hồ hoạt động bên Thái Lan mà các đồng chí. Họ viết một tác phẩm cảm động lắm. Ông tiên sống mãi. Và ta đã dịch cho tiếng Việt. Hôm qua tổ chức lễ tặng sách một cách rất trang trọng. Ở Thái Lan có cả một khu kỷ niệm về bác Hồ. Thời bác hoạt động ở bên đó. Thì ảnh hưởng bác rất lớn là như vậy. Bác giản dị chứ không giản đơn đâu. Chuyện học bác đấy là phải học cái tâm, cái trí của bác, cái động cơ cao thượng của bác, nghị lực phi thường của bác, chứ không phải đóng kịch giống như bác được. Ở đời chỉ có hai người được làm thôi. Một là nghệ sĩ điện ảnh, diễn viên mà được phân vai Hồ Chí Minh. Hai là diễn viên kịch nói phân vai Hồ Chí Minh thì được đóng Hồ Chí Minh. Mà phải thần phải giỏi lắm, phải hóa thân vào bác từng ly từng tí một để có thần thái. Ta hiểu bác là hiểu kiểu giản đơn, cho nên ta muốn chân thành để cho bác khen là giản dị, ta cứ nghĩ như vậy. Ai lại đi đón bác mặc toàn giống như bác không? Cũng quần nâu áo vải. Đoàn người cứ xếp hàng dài như này, mặc quần nâu áo vải. Có vị là còn công phu lắm chứ. Còn công phu là để cho thật giống bác mà. Cũng tìm cái mũ lá các ông chứ. Cái khăn mặt bông bác vắt ở cổ đó này. Hồi bác ra mặt trận, ô tô của bác đến càng gần bác thấy càng lạ. Một đoàn người cứ dài như thế này xếp hàng chờ bác. Mà sao lại giống nhau thế? Toàn quần nâu áo vải cả, y dép cao su này. Bác mới mở cửa xe xuống bác hỏi. Thì các đồng chí biết đấy, toàn lãnh đạo nhà mình cả. Đến địa đầu tỉnh để đón bác mà bác rất tinh tế và hóm hình. Bác không bao giờ nặng lời cả. Bác phê bình cũng rất khéo. Bác bảo các chú đóng kịch khéo lắm. Thôi về thay quần áo đi, bác đợi để làm việc. Đấy. Thế về chúng ta cũng có hiểu ra cho đâu. Lại bàn với nhau là ăn mặc giản dị, cứ vẫn nghĩ là giản dị mà. Thì bác lại phê bình. Thì lần sau phải mặc thật sang trọng mà vậy. Thế lần sau đi đón bác lại toàn com lê hết các bạn. Bác lại tủm tỉm cười. Bác bảo là hôm nay bác muốn rủ các chú đi tắt nước đấy. Tắt nước chống hạn hay không chứ? Thế mặc thế tắt nước thế nào được? Cho nên có một lần bác dậy sớm, bác đến tận cái làng ở Hà Đông ấy, bây giờ thuộc về Hà Nội, tắt nước chống hạn với dân. Hạn hán nặng lắm, có thể mất mùa, đói kém. Mà bác đến từ sớm, khi mà bác đi khỏi thì dân mới biết chạy theo. Bác đi như vậy là bí thư tỉnh ủy phải đi thắp tùng bác ấy. Có ngờ đâu bác bảo, chú vào đây tắt nước với bác. Làm nào mới khó xử quá các ông chị, không biết tắt nước. Bây giờ không vào cũng dở mà vào cũng dở, cuối cùng phải vào vậy. Bác gọi vào tắt nước với bác thì phải vào chứ. Bác thì dẻo dai thành thạo như một lão nông. Còn đồng chí bí thư của chúng ta thì không tắt nước bao giờ. Cho nên không biết mà. Chứ lúng túng. Mà lại đứng trước bác cũng mất bình tĩnh nữa, đúng không? Trong cái không khí đó như thế. Thế là dây dợ nó cứ xoắn tít cả. Nước bắn tung cả lên râu lên tóc bác. Các đồng chí.
Bác cười, bác bảo thế chú chưa tát nước bao giờ à? Mà thưa bác chưa. Bác cười, bác bảo thôi không sao cả, thế là chưa biết. Bác sẽ huấn luyện cho chú, chừng nào chú biết tát nước thì thôi. Thế mà các ông chí, câu này là rất thân tình nhé, nhưng mà câu sau thì đã đi vào lịch sử như một triết lý. Chú làm bí thư một tỉnh nông nghiệp mà lại không biết tát nước. Phải biết tát nước được mới lãnh đạo được dân chú ạ. Ở tỉnh nông nghiệp mà các đồng chí, tỉnh nông nghiệp tức là nông dân là chủ yếu. Như thế là lãnh đạo là phải hiểu dân, gần dân, sống với dân, hòa vào cuộc sống của dân. Một chi tiết thôi, bác dạy chúng ta như thế đấy.